Rồi, trưa hôm nay Trần giao lưu với mọi người cặp mai lầm giáo. Cặp này thì nói chung là đang có hoa. Mình quên giao lưu luôn ha. Đây này, cái hoa nó này mọi người, giáo đơm hai ba lớp luôn ha. Đó. Bông rất đẹp, cà rin, dâm tây này. Đó, kín mít luôn, không có một cái ghim nọc nào hết. Trong cái cây, hai cái cây này là do cái giống thôi, cái giống nó, dâm nó nhiều, đó, dâm xương ké rồi nó nhiều, đông đặc. Nó đang sung vài cành thì nó có hoa, có vài bông hoa ha. Cây một cốt đi lên, thành tích. Cái này là cao hơn cái này một chút, cái này cao 1 mét, cái này cao 1 mét 3. Thì nói chung thì trình giao lưu nguyên cặp là giá 1,2 triệu nha mọi người. Đó. 1,2 triệu có một cái cặp mai dễ thương, dâm tây tàng gốc đớ này, cái này phải nói gốc đớ cũng đẹp hết. Đó. Đớ rất là quái quái coi. Đó. Đớ rỡ này không, tua đều xung quanh hết này. Cái thú cái đây cũng vậy, cái đây thì nó có một cái chùm cụ đó đẹp đẹp của nó này. Đó. Đó. Cây liền thân liền cốt nha mọi người. Đó, dâm tây nhìn bên dưới nhìn lên này, cô đẹp luôn, cô đẹp tự nhiên. Đó. Càng cao nó càng dốt thôi. Giờ lưu nguyên kẹp để cho dễ mua ha mọi người. Giá có 1,2 triệu thôi. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video ha.